Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với nick Coca Quá Nhì của cô đoàn Coca-Cola. Nhưng mà thật ra thì tôi phải nói thật với các bạn là cái nick này nó chả có cái gì đặc biệt cả. Và nó chả có cái gì đặc biệt cả, thậm chí là thẻ hố cực mua còn không đầy đủ nữa. Vậy thì Coca Quá Nhì anh ta có một cái điều gì hay ho để có thể xuất hiện ở trên kênh của Rikki Gaming? Thực ra thì đơn giản thôi. Cái hôm đó ấy, thì Coca Quá Nhì có liên lạc với tôi, xong rồi bảo tôi một câu như thế này. Tức là bây giờ thì anh chàng Quá Nhì này là có một grand crush, một cô nàng học cùng trường cấp 3. Hiện tại thì cô A Quá Nhì anh ta mới học lớp 11 thôi, theo tôi biết là như vậy. Và bạn ấy đang crush một cô nàng, đó là cô nàng tên là Trang. Và một cô nàng tên là Trang thì phải. Và cô nàng này đang học lớp 11D cùng trường, và hai bạn này thì đều ở Phú Thọ. Và thực ra thì đơn giản là anh chàng cô A Quá Nhì này muốn tôi review cái tài khoản của bạn ấy. Nhưng mà thực ra thì mục đích nó không phải là review là chính. Và mục đích của chúng ta, mục đích cái review tài khoản nó chỉ là phụ thôi. Và thực ra đây là một cái tài khoản review ác mà với mục đích khác. Và đây là một cái pha tỏ tình trá hình và video review ác. Và ok, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ làm giống như là một cái video review ác bình thường thôi. Chúng ta vừa nhìn thấy nhân vật thì thấy là đồ đạc ở số lượng nhân vật của anh chàng này khá ổn, thiếu vài ba con. Về đồ đạc thì dường như anh chàng này đầu tư cũng khá là ít, tại vì các bạn đang học lớp 11. Và khi các bạn đào lớp 11 thì có lẽ là các bạn sẽ khó mà có thể kiếm được, các bạn có thể gọi là có nhiều tiền để có thể gọi đầu tư nhiều vào trong Gaina Free Fire. Nhưng mà thế mà lại có bạn gái anh em ạ. Đấy, lại có bạn gái cơ. Và hai bạn này, bạn Quá Nhì cũng như là crush của anh chàng này đều sống ở Phú Thọ và học cùng một trường, hình như là khác lớp. Và thông qua cái video clip này thì cô gái Quá Nhì muốn bày tỏ một cái tình cảm, một cái tình cảm rất là siêu to khổng lồ dành cho cô nàng. Mà một chút nữa chúng ta sẽ đi tìm xem là cái nick cô nàng đó là gì. Ok, về đồ của anh chàng này chúng ta thấy có bộ DJ quẩy này. Về đồ nữ thì tôi thấy lúc nãy có một số bộ như là bộ Tuyết Nhi cũng khá là đẹp. Bộ áo chiến binh giả lập beta. Chủ yếu là đồ đạc của anh chàng này thì đến từ những cái thẻ phú cực của anh chàng này mà thôi, chứ còn cũng không có quá nhiều đồ trang phục đặc biệt có thể đầu tư vào. Có nhiều bạn hỏi là ví dụ như là cái tài khoản nó không có gì đặc biệt thì anh Rikki có review được không? Tất nhiên là review được, tại vì thực ra thì cái chuyện mà tài khoản có nhiều đồ hay có ít đồ ấy nó không phải là vấn đề, mà vấn đề là cái câu chuyện của bạn mang đến cho cái chương trình review arc này nó có thực sự thú vị hay không. Và với anh chàng Coca Quá Nhì này thì mình đánh giá nó khá thú vị. Và anh chàng Quá Nhì này thì có nhờ tôi là chuyển đến cô nàng tên là Trang, là tên thật anh chàng Quá Nhì này là Huy, tức là Huy yêu Trang rất nhiều. Và nhưng mà tôi không hiểu sao bạn ấy không mạnh dạn, bạn ấy tỏ tình và bạn ấy phải thông qua tôi, nhờ tôi đi tỏ tình hộ cho bạn ấy. Và chứ tôi có biết cô nàng kia là cô nàng nào đâu. Đấy, thì nói chung là có rất là nhiều cái cách mà bạn có thể tỏ tình qua Free Fire. Và một trong những cách đấy là nhờ Rikki Gaming tỏ tình hộ thông qua một cái video, thông qua livestream. Lần trước tôi nhớ là có một anh chàng cũng nhờ tôi là tỏ tình với cô nàng Hạ Mẫn. Hồi đó là ở quân đoàn Roman Empire, nếu mà tôi nhớ không nhầm. Thì hình như đó là anh chàng ở Kim Phú Quý. Và nhờ tôi tỏ tình ngay trong giải đấu luôn. Trước đấy thì cũng có một vài pha tỏ tình, nhờ tôi tỏ tình ngay trên livestream, mười mấy nghìn người xem, khá là vui vẻ. Ok, đầu bí ngô, đầu sát thủ bí ngô. Mình vẫn thích cái đầu này hơn cái đầu bí ngô năm nay. Cái đầu bí ngô năm ngoái con dao cắm vào trông nó vẫn đẹp hơn. Còn cái bộ Halloween năm nay trông nó như kiểu hút cần ấy. Thì không biết là cô nàng, cái cô nàng mà anh chàng Quá Nhì này crush, thì cô nàng này liệu là có xem được cái video này không? Thì mình hy vọng là các bạn sẽ giúp mình chia sẻ cái video này để cho cô nàng đó biết được cái tình cảm của anh chàng Quá Nhì. Anh chàng Quá Nhì thì còn nhắn thêm một câu nữa. Anh chàng Quá Nhì còn nhắn thêm một câu nữa thông qua cái video này. Đấy là vì Mon, đó là cái nickname của bạn đó, thì là Huy có thể làm tất cả mọi thứ. Và nói chung là một cái câu chuyện khá là hay phải không anh em?
À, về đồ đạc thì nói thật là cái account này nó cũng không có quá nhiều thứ, nó bình thường như cô Hường ngồi ở cổng trường bán đường đấy thôi, chứ còn cũng không có cái điều gì mà nó quá là ghê gớm cả. À, tài khoản này thì tôi tạm định giá là nạp khoảng độ 2-3 triệu, và nhưng mà với một học sinh đang học lớp 11 thì có lẽ 2-3 triệu cũng khá là nhiều. Và tôi hy vọng là sau cái video clip này, sau cái màn gọi là trá hình video review ác với mục đích tỏ tình trá hình này, thì hai bạn này có thể đến với nhau. Tuy nhiên thì hai bạn này mới đang học lớp 11 thôi. Và nếu như mà đang học lớp 11 thì mình nghĩ là nên tập trung vào việc học. Còn, nhưng mà nói chung là cũng chưa chắc đã tập trung vào việc học đâu. Nhiều khi là mình dính đến yêu đương cái thứ là khó lắm. Vâng, lỗi tại anh Xle. Còn đây là Coco đâu. Các bạn mà đọc truyện Thần Điêu Đại Hiệp thì biết là Quá Nhi là Coco là một cặp đấy. Đây là cái ba lô lợn xề. Để xem anh chàng này có cái gì hay ho không. Ba lô kim cương. Tôi thấy cái ba lô này đẹp mà ít người dùng lắm nhé. Hòm xác kim tự tháp đến từ huy hiệu Thẻ Vũ Cực thôi. Cũng không có điều gì quá đặc biệt ở tài khoản này. Đó. Cái điều mà chúng ta đều tò mò là tôi thì tôi cũng chưa từng biết anh chàng Quá Nhi này. Lúc đầu tôi nghĩ anh chàng Quá Nhi này ở Hải Phòng cơ, tại vì quân đoàn Coca-Cola này nó đến từ Hải Phòng đó. Tôi thì quen anh chàng này cũng khá lâu rồi, thông qua một số những cái giải đấu của team đất cảng ngày trước, họ đấu với quân đoàn Coca-Cola. Và quân đoàn Coca-Cola trước đây cũng có hay tham gia bản custom, có M451 rừng xanh này, có AK hỏa khí lân, thôi tạm dùng được. Tầm này đồ thì cũng đi gánh các bạn nữ cũng khá là ổn. Có MP40 sấm sét, và như vậy là có AK, có M4A1 và có MP40 để dùng. Thôi như vậy là cũng đủ để mà đi gánh các bạn nữ rồi. Và có đòi hỏi gì nữa. Và đôi khi gánh các bạn nữ các bạn chỉ cần cái trình thôi. Và đâu cần phải giàu có, đâu cần phải ghê gớm gì đâu. Nhiều bạn nó bảo là em nghèo quá làm sao em có bạn gái được. Anh Hải tư vấn giúp em là làm sao mà kiếm được bạn gái đi. Thực ra nó là do bản thân mình thôi. Bản thân mình có một cái điều gì thú vị thì mình sẽ có người gọi là để ý. Coca Chivas, Coca Free, Coca Vi Cá. Và đôi khi là các bạn phải chủ động nữa. Ví dụ như anh chàng Quá Nhi thì mình đánh giá là một anh chàng rất chủ động, hiểu không? Các bạn phải công nhận là anh chàng Quá Nhi này rất chủ động không? Tức là nói chung là nếu như mà nói trực tiếp thì có vẻ nó hơi khó khăn. Thì thôi mình lại nhờ một ông streamer lên nói hộ mình. Và bây giờ tôi sẽ đi tìm cái cô nàng đó tên là gì. Cô nàng đó thì anh chàng này bảo là ở Phú Thọ và có cái nick là Mon. Thì chúng ta sẽ thử đi tìm xem trong danh sách bạn bè này thì cái tên của cô nàng này nó sẽ là cô nàng nào. Thấy cả Rikaki Gaming kìa. Friend. Và friend. Bạn này có kết bạn với tôi luôn. Teo. Coca-7. Coca-7 trước đây cũng hay thi đấu trong một số những cái giải đấu. Và tôi vẫn chưa tìm thấy Mew đây nè. Đứa team chó điên. Tên rất cục. Hân không bắn nữa. Và hay là tên. Và họ có cả con đàn đôn. Ok, chúng ta vẫn đang đi tìm. Chưa tìm thấy cô nàng đó anh em ạ. Blue Miss Mèo. Rồi Mew 18cm. Rồi thì Bông Salem của House Gaming. Rồi Phát Nè của Game TV. Và vẫn chưa tìm thấy anh em ạ. Tôi vẫn chưa tìm thấy cái tên của cô nàng đâu. Ôi có cả HK Mizu kìa. Đó là streamer Julie Mizu cả C Mew Q. Ông này kết bạn nhiều gái phết anh em ạ. Và TKG Vô Lý đến từ quân đoàn TKG. Và tôi vẫn chưa tìm thấy cái tên của cái bạn là đây rồi Phú Thọ FC này, Mon Muộn. Và đây là nick của cái cô nàng mà anh chàng Coca Quá Nhi này crush. Và thông qua video này thì mình cũng xin chúc các bạn là sẽ có một cái tình cảm nó đi lên, một cái sự thăng tiến nó đẹp sau cái video này. Hy vọng là thực sự là anh chàng Coca Quá Nhi này rất dũng cảm. Thực ra cũng chưa biết là có dũng cảm hay không. Tại vì nếu mà dũng cảm thì có thể là nói trực tiếp chứ việc gì phải thông qua một cái video của Riaki Minh anh em nhỉ. Và đây là cô nàng Mon Muội. Và chúc cho cặp đôi Coca Quá Nhi cũng như là Mon Muội đến từ Phú Thọ FC sẽ sớm trở thành một cặp đôi gọi là hoàn hảo. Và đi rank các kiểu con là điểu rank 2, rank 4 thứ, cân 2, cân 3 đó là chuyện bình thường. Khi cân cả nhau nữa. Và hy vọng là
À, cái video này thì đã mang lại cho các bạn một chút niềm tin và tình yêu. Và niềm tin và tình yêu đôi khi là nó qua game được mà anh em. Và đôi khi game nó cũng sẽ là cái nơi mà kết nối giữa con người với con người. Và đây thì chắc chắn nó không phải là một câu chuyện bịa, mà nó là một câu chuyện có thật. Và một câu chuyện có thật nhưng mà không có thực. Thì hy vọng là anh chàng Quá Nhi và bạn Mon sẽ có một cái kỷ niệm thật là đẹp cùng cái video này. Nhưng mà tôi chỉ sợ là sau này mà chia tay nhưng mà cái video này nó vẫn còn ở lây mãi. Xong rồi đi gọi là nài nỉ tôi, yêu cầu xóa cái video này đi, nếu không thì em không kiếm được người yêu mới. Ui, thế thì hơi căng anh em ạ. Và rất cảm ơn các bạn đã xem cái video khá là trái ngược này của Ria Kia Minh. Và một cái video nó tương đối trá hình. Và nếu như các bạn thấy kênh của Ria Kia hay, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.